Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3 sách Chân Trời Sáng Tạo. Bài bảng nhân 9. Tính các tích trong bảng nhân 9. Rồi các em biết là số nào nhân với 1 thì cũng bằng chính số đó. Như vậy là 9 nhân 1 thì sẽ bằng 9. Đúng không? Từ 9 nhân 2 đến 9 nhân 8 thì chúng ta tính như thế nào? À, có rất nhiều cách tính. Từ 9 nhân 2 đến 9 nhân 8, các em có thể dựa vào các bảng nhân trước. Ví dụ như là 9 nhân 8 thì bằng 8 nhân 9. 8 x 9 các em được học rồi. 8 x 9 bằng 72. Rồi còn phép tính 9 x 9 thì các em có thể dựa vào 9 x 8 bằng 72. Tức là các em dựa vào kết quả của phép tính trước là 72. Các em đếm thêm 9. 72 cộng 9 thì bằng 81. Vậy 9 nhân 9 bằng 81. Rồi cụ thể thì chúng ta có thể hoàn thành bảng nhân 9 này như sau. Rồi các em nhớ là số nào nhân với 1 thì cũng bằng chính số đó. 9 nhân 1 bằng 9. 9 nhân 2 thì các em có thể nhẩm bằng cách là chúng ta lấy kết quả của phép tính trước. Các em cộng thêm 9. Tức là các em lấy 9 cộng 9 bằng 18. Rồi tương tự 9 nhân 3. Các em lấy kết quả của phép tính trước là 18 cộng 9 bằng 27. 9 nhân 4. Các em lấy 27 cộng 9 bằng 36. 9 nhân 5 thì các em lấy 36 cộng 9 bằng 45. 9 nhân 6 thì các em lấy 45 cộng 9 bằng 54. 9 nhân 7 thì các em lấy 54 cộng 9 bằng 63. 9 nhân 8 các em lấy 63 cộng 9 bằng 72. 9 nhân 9 thì các em lấy 72 cộng 9 bằng 81. Rồi 9 nhân 10 thì các em lấy 81 cộng 9 bằng 90. Rồi như vậy là chúng ta vừa hoàn thiện bảng nhân 9. Tiếp theo là các em sang phần thực hành 1. Các em điền số thích hợp vào chỗ chấm. Để hoàn thành dãy số này thì bắt đầu từ số đầu tiên, các em đếm thêm 9, ta được số tiếp theo. 9, đếm thêm 9, ta được số 18. 18 thêm 9, ta được số 27. 27 cộng 9,
bằng 36. Rồi bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành phần thực hành 1 nha. Tiếp theo là 36 cộng 9 bằng 45. Rồi để tìm số này thì các em lấy số trước nó bên cạnh và ở trước nó là số 54. Các em lấy 54 cộng 9 bằng 63. Rồi để tìm số này thì các em lấy số bên cạnh trước nó là 72. Các em đếm thêm 9. 72 cộng 9 bằng 81. Được chưa? Tiếp theo là các em sang phần thực hành 2. Đọc phép nhân trong bảng nhân 9 có tích là mỗi số dưới đây. Rồi thầy giáo ví dụ như là trong bảng nhân 9 thì phép nhân nào có tích là 27. Có nghĩa là các em nhẩm xem 9 nhân mấy bằng 27. 9 nhân 1 bằng 9. 9 nhân 2 bằng 18. 9 nhân 3 bằng 27. À, vậy các em đọc là 9 nhân 3 bằng 27. Rồi tương tự, 9 nhân mấy bằng 9? À, 9 nhân 1 bằng 9. 9 nhân mấy bằng 18? À, 9 nhân 2 bằng 18. Rồi bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành phần thực hành 2 nha. Rồi tiếp theo là các em sang phần luyện tập 1, tính nhẩm. Phép tính nhẩm thứ nhất là 9 nhân 2. Các em nhẩm xem 9 nhân 2 bằng bao nhiêu? 9 nhân 1 bằng 9. 9 nhân 2 thì các em tính 9 cộng 9 bằng 18. Được chưa? 9 nhân 1 này, 9 nhân 2. 9 nhân 2 bằng 18. Rồi tương tự 9 nhân 4. 1 2 3 4. 9 nhân 4 bằng 36. 9 nhân 3. 1 2 3. 9 nhân 3 bằng 27. 9 nhân 5. 1, 2, 3, 4, 5. 9 x 5 bằng 45. Rồi bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành phần luyện tập 1 nha. Rồi tiếp theo là 9 x 8. 9 x 8 bằng 72. 9 x 6. 9 x 6 bằng 54. 9 x 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 x 7 bằng 63. 9 x 9 bằng 81. Rồi 0 nhân với số nào thì cũng bằng 0. 0 x 9 bằng 0. 0 nhân 1.000 thì cũng bằng 0. 9 nhân 10 bằng 90. Tiếp theo là các em sang phần khám phá. Vượn mắt kính là loài vượn nhỏ nhất thế giới. Tuy nhiên, vượn mắt kính có thể nhảy xa gấp 70 lần chiều dài thân nó.
Một con vượn mắt kính có chiều dài thân là 9 cm. Con vượn này có thể nhảy xa bao nhiêu cm? Rồi các em quan sát hình ảnh con vượn mắt kính. Đây là loài vượn nhỏ nhất thế giới. Các em nhìn mắt của con vượn này, nó giống như là một thấu kính. Rất là to, đúng không? Bây giờ các em sẽ tính xem là một con vượn mắt kính có chiều dài thân là 9 cm thì con vượn này có thể nhảy xa là bao nhiêu cm? Con vượn này có thể nhảy xa số cm là nó có thể nhảy xa gấp 70 lần chiều dài thân của nó. Chiều dài thân của nó là 9 cm. Bây giờ các em gấp 9 lên 70 lần. Muốn gấp một số lên một số lần, ta lấy số đó nhân với số lần. Số đó là 9 này. Gấp lên 70 lần thì các em nhân với 70 này. Được chưa? Cách nhẩm này. Các em lấy 9 nhân 7 bằng bao nhiêu? 9 nhân 7 bằng 63. Chỗ này có một chữ số 0 thì các em viết thêm vào đằng sau. 630 cm. Rồi, tức là nó hơn 6 m. Con vượn này có thể nhảy xa là 6 m và 30 cm. Đáp số là 630 cm. Rồi, các em viết vào đây là con vượn này có thể nhảy xa là 630 cm. Được chưa? Rồi, như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em có thể theo dõi tiếp các video sau được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát toán lớp 3 sách Chân Trời Sáng Tạo. Rồi, xin chào và chúc các em học tốt.